shit regardless. Chúng ta đã đi qua bài học cà phê và cà phê sữa Sài Gòn nóng ở bài trước. Hơn thế nữa, chúng ta còn hiểu rõ tiềm năng lợi nhuận của đồ uống Sài Gòn này. Bài học ngày hôm nay, cà phê và cà phê sữa đá Sài Gòn. Người đồng sáng lập ra Pha Chế Online và tôi sẽ chia sẻ với bạn những công thức đồ uống cồn thấp lại cao. Bước 1, rót nguyên liệu và đá. Đầu tiên, cho 1/2 xúc đá bào vào bình lắc. Rót 50ml nước lọc, 30ml cà phê, 20ml đường, 20ml sữa đặc. Rót vào bình lắc. Xong bước 1. Bước 2, làm lạnh. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Xong bước 2. Bước 3, phục vụ. Phục vụ đi kèm một cốc nước lọc và một ống hút. Công thức rút gọn. Điểm mạnh của đồ uống này chúng ta đều đã rõ, nhưng chúng ta cần hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng thường xuyên. Tuổi 25-45, nghề nghiệp, văn phòng, người trẻ tuổi và khách du lịch. Thời gian sáng 8:30-10:30, chiều 1:00-4:00 và tối 7:30-9:00. Chúng ta hãy cùng xem lại giá cốt và giá bán. Bước làm rút gọn. Bước 1, rót nguyên liệu vào đá. Cho 1/2 xúc đá bào vào bình lắc. Rót 50ml nước lọc, 30ml cà phê và 20ml đường vào bình lắc. Với cà phê sữa Sài Gòn, thay 20ml đường bằng 20ml sữa đặc. Bước 2, làm lạnh. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm ống hút và cốc nước lọc. Ở bài học tiếp theo, tôi sẽ mang đến bạn đồ uống nước ngoài được biến đổi hương vị để phù hợp với người Việt Nam hơn. Nếu có thắc mắc, hãy bình luận xuống phía dưới. Tạm biệt.